Chủ đề Thuần tịnh, Thuần thiện Thế giới hài hòa, Hồi quy bổn tánh, Vốn thiện Báo cáo tâm đắc, Học tập, Thập thiện nghiệp đạo kinh Tập 1 Chủ giảng Tiến sĩ Trung Mau Sâm Tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà, Hồng Kông Ngày 4 tháng 4 năm 2007 các vị đại đức đồng tu các vị bằng hữu tôn kính xin chào mọi người hôm nay chúng ta cùng nhau học tập phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh tháng trước chúng ta đã ở hiệp hội giáo dục phật đà hồng kông nơi đây cùng nhau học tập đệ tử quy và thái thượng cảm ứng thiên đệ tử quy là giáo trình căn bản của nhà nho thái thượng cảm ứng thiên là giáo trình căn bản của đạo gia bộ kinh Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh này Là khoa mục căn bản tu học Của nhà Phật Mục đích giáo học Của ba nhà nho thích đạo Đều là gì Muốn con người trở về Bổn tánh vốn thiện Cuối tháng trước, tôi cùng theo sư phụ Thượng Nhân đến Bắc Kinh tham gia đại hội Hán học thế giới của trường đại học Nhân dân Trung Quốc tổ chức. Đại hội này có các nhà Hán học của hơn 30 quốc gia đến tham dự hội nghị lần này đặc biệt thỉnh mời sư phụ thường nhân diễn giảng một chủ đề đề mục mà sư phụ diễn giảng là phục hưng giáo dục văn hóa truyền thống trong bài diễn giảng sư phụ đã chỉ ra văn hóa truyền thống chủ yếu là ba nhà nho thích đạo lý niệm căn bản giáo dục của ba nhà chính là tánh người vốn thiện chính là cái mà tam tự kinh của nhà nho nói nhân chi sơ tánh bổn thiện Nhân chi sơ Không phải nói Con người Khi vừa mới bắt đầu Hoặc là khi vừa mới sanh ra Không phải là cái ý này Chữ sơ này là nói Bổn lai diện mục Của con người Sau khi sanh ra Bổn lai diện mục Có thể đã bị che lấp mất Không hiển lộ ra được như trong thiền tông nhà Phật nói là Bổn lai diện mục trước khi cha mẹ chưa sanh ra Bổn lai diện mục này Chính là bổn tánh vốn thiện Tất cả giáo học Trong nhà Phật Cũng đều là kiến lập trên lý niệm căn bản này bạn xem Thích Ca Ni Phật Ở dưới cội Bồ Đề Nhìn sao trên trời mà ngộ đạo Thành đẳng chánh giác làm Phật rồi Câu đầu tiên Ngài nói Sau khi Thành Phật là Lạ thay, lạ thay Hết thảy chúng sanh Đều có trí huệ đức tướng của Như Lai nhưng chỉ do vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc bạn xem sau khi thế tôn thành đạo câu đầu tiên ngài đã nói rằng trí huệ đức tướng của tất cả chúng sanh không chỉ là loài người chúng ta mà bao gồm lục đạo chúng sanh đều không sai khác với như lai không sai khác với chư Phật Đức là phước đức Tướng là tướng hảo Hay nói cách khác Các vị chúng ta ngồi đây Cùng với trí huệ Đức năng tướng hảo Viên mãn Của Thích ca mâu ni Phật Là không hai không khác Đây là bổn loại diệt mục của chúng ta đây là bổn tánh vốn thiện của chúng ta hiện nay tại vì sao chúng ta biến thành hình dáng như vậy đáng thương như vậy đừng nói là không có trí huệ đức tướng của như lai mà là hiện nay hồ đồ đến mức là vận mệnh ngày mai của mình là gì đều không biết Toàn bộ năng lực Đã bị mất hết rồi Không cần nói không nhìn thấy được Quá khứ hiện tại dị lai Tầm mắt hạn hẹp này Chỉ có thể nhìn được xung quanh Tướng hảo thì càng không cần nói đến nữa rồi Tại vì sao vốn dĩ Chúng ta có trí huệ Đức tướng của Như Lai Mà hiện nay lại biến thành đáng thương như vậy đó là gì chư Phật đã nói không có gì khác mà là do có vọng tưởng chấp trước vọng tưởng chấp trước khiến chúng ta không thể chứng đắc bổn tánh vốn thiện không thể khiến trí huệ đức tướng như lai trong bổn tánh của chúng ta hiển lộ ra được vọng tưởng chính là tâm động sau khi tâm động Thì mê mất chân tướng của vũ trụ nhân sanh Sau khi mê Thì sẽ tạo nghiệp Sanh ra chấp trước Càng nghiêm trọng hơn là Sanh ra tự tư tự lợi Tham sân si mạng Các ác nghiệp đều khởi lên những ác nghiệp này khiến chúng ta luân hồi chịu khổ báo chúng ta vốn dĩ không cần chịu khổ mà do chúng ta mê mất chân tướng của chủ trụ nhân sanh cởi lên những vọng tưởng chấp trước này khởi tâm động niệm tạo tác nghiệp bất thiện Giống như trên bộ kinh này đã nói Luân chuyển trong các đường Luân hồi trong lục đạo Cho nên Muốn quay về bổn tánh vốn thiện Thì không có cách nào khác Không phải bảo chúng ta tăng thêm cái gì Không phải bảo chúng ta hướng ngoại tìm cầu cái gì Mà là bảo chúng ta buông bỏ Những ác nghiệp này buông bỏ những vọng tưởng chấp trước này thì tự nhiên bổn tánh vốn thiện sẽ hiện tiền trong thập thiện nghiệp đạo kinh nói đây là nói thập thiện là làm việc thiện làm việc thiện có phải là bảo bạn đi làm cái gì không đi hướng ngoại tìm cầu đi phan duyên hay không không phải thập thiện này đều là bảo bạn buông bỏ ác nghiệp không sát sanh Đây chính là thiện nghiệp Không trộm cắp Không tà dâm Không vọng ngữ Không lưỡng thiệt không ý ngữ Không ác khẩu Không tham, không sân, không si Bạn xem đều là bảo bạn đừng làm ác cho nên rất đơn giản Bạn chỉ cần đừng tạo ác nghiệp Thì bổn tánh vốn thiện liền có thể hiện tiền cho nên bổn tánh vốn thiện Từ cách nói này mà thấy đó là Cái vốn có của chúng ta Không phải là cái tìm cầu ở bên ngoài Không phải nói bạn phải đi làm việc thiện gì đó Thì mới có thể cầu được Không phải vậy Mà chỉ cần buông bỏ ác nghiệp Buông bỏ vọng tưởng chấp trước Thì tự nhiên sẽ hiện tiền Cho nên mục đích của ba nhà nho thích đạo Đều là bảo chúng ta hồi phục cái vốn thiện cho nên ba nhà này đều là dạy học vậy chúng ta quay đầu từ trong tập tánh ô nhiễm trong tam tư kinh nói nhân chi sơ tánh bổn thiện nhưng tánh tương cận tập tương viễn bổn tánh mặc dù là giống nhau nhưng tập khí khiến chúng ta tạo nghiệp sai khác không giống nhau cậu bất giáo tánh nải thiên nếu không giáo dục vậy thì bổn tánh sẽ bị mê mất giáo chi đạo quý dĩ chuyên phương pháp dạy học quý ở điều gì quý ở chuyên một môn thâm nhập cho nên không cần học quá nhiều Sư phụ của chúng ta Đã quy định cho chúng ta Mấy khóa trình căn bản này Số lượng không lớn Rất ít Bạn xem đệ tử quy Thái thượng cảm ứng thiên Thập thiên nghiệp đạo kinh Đây đều là nền tảng Trên nền tảng này Chúng ta tu học Có thể thực hiện có thể chọn một môn chọn một bộ kinh một môn thâm nhập trường kỳ huân tu như vậy thì mới có thể thành tựu phía trước bản kinh có một đoạn thượng dụ của quàng đế ung chính đây là bài tâm đắc của quàng đế ung chính thời nhà thanh viết khi sư phụ thượng nhân giảng bộ thập thiện nghiệp đạo kinh này đã đặc biệt trích những điểm chính yếu của bản thường vụ này để tỉ mỉ giảng giải đoạn tiết yếu này viết rất hay lần này chúng ta học tập thập thiện nghiệp đạo kinh là học tập một cách đơn giản. Trên cơ sở sư phụ giảng bộ kinh này, chúng ta tiến hành học tập cách tiết yếu. Ở phần tiết yếu của sư phụ trong bản thượng dụ của Hoàng đế Ung Chính, tôi lại chọn ra phần này. Tôi cảm thấy đây là tiết yếu của tiết yếu Chúng ta sẽ cùng nhau học tập Xin mời xem Phần thượng dụ đã nói Trẩm duy tam giáo Chi giác dân ư hải nội giả Lý đồng xuất ư nhất nguyên Đạo tính hành nhi bất bội Đây là cho quan đế ung chính Tự mình nói ra cho nên trẫm đó là Hoàng đế tự xưng Ông nói Ta cho rằng Duy nghĩa là cho rằng Tam giáo Nghĩa là tam giáo nho thích đạo Vào thời xưa Đó đều là giáo dục Không phải là tôn giáo Tôn giáo Trung Quốc thời xưa Không có cái khái niệm về danh từ này Thời xưa chữ giáo này Đều là chỉ giáo học Tôn giáo là khi nào truyền đến vậy Đó là vào thời mãn thanh Người nước ngoài đến Trung Quốc Đem tôn giáo của phương Tây Truyền đến Nên mới có khái niệm tôn giáo Giáo dục của ba nhà Đều là dùng cái gì? Giác dân ư hải nội Giác nghĩa là giác ngộ Hải nội tức là chỉ người Trung Quốc chúng ta Đây là nói giáo học của ba nhà Đều là giúp nhân dân của chúng ta Phá mê khai ngộ Từ mê từ tạo tác ác nghiệp mà quay đầu quay về giác ngộ trở về với bổn tánh vốn thiện mục tiêu cuối cùng là trở thành thánh nhân cho nên giáo dục của ba nhà đều là xoay quanh ba giai đoạn là đoạn ác tu thiện phá mê khai ngộ chuyển phàm thành thánh đây là ba giai đoạn Cho nên mục tiêu của họ Đều nhất trí Đạo tính hành nhi bất bội Lý đồng xuất ư nhất nguyên Đây là nói rõ đạo lý của họ Đều quán thông Tuy là cách nói Thậm chí cách tu hành của mỗi loại trong tam giáo là khác nhau Thế nhưng nguyên lý, mục tiêu, phương hướng Đều tương đồng Trong Thượng Vũ nói Trẩm dĩ trì tam giáo chi luận Diệt duy đắc kỳ bình nhi dĩ năng đắc kỳ bình tắc ngoại lược hình tích chi dị nội chứng tánh lý chi đồng nhi tri tam giáo sơ vô dị chỉ vô phi dục nhân đồng quy ư thiện trong thượng vụ này hoàng đế ung chính nhắc lại một lần nữa cho chúng ta là quả thực nguyên lý nền tảng của ba nhà đều là giống nhau bởi vì ông thật sự nhận thức được thừa nhận là tánh người vốn thiện chân thật hiểu được điều này thì tâm sẽ bình lại liền có thể đắc kỳ bình bình là chỉ bình đẳng Tam giáo đều là bình đẳng. Ai cho rằng tam giáo là bình đẳng vậy? Chỉ có những người dung hợp quán thông được giáo học của ba nhà thì mới có thể hiểu được giáo học của ba nhà là bình đẳng. Lý niệm trong giáo học của nó là tương đồng, mục tiêu tương đồng. Mặc dù có cái không bình đẳng có sự khác biệt đó là ngoại lược hình tích chi dị đó là nhìn bề ngoài trên dấu tích trên hình thức thì có sự khác biệt đó là bề ngoài nhưng nội chứng tánh lý chi đồng nội hàm của nó thực chất của nó tánh lý hàm chứa của nó đều là tương đồng đều là nói về chân tướng của vũ trụ nhân sanh đều là nói về đạo lý bổn tánh vốn thiện và hồi phục lại bổn tánh vốn thiện là tương đồng thực sự hiểu rõ rồi họ hiểu được pháp pháp bình đẳng không có cao thấp. Mà trong kinh Kim Cang nói, pháp pháp bình đẳng, không chỉ là nói pháp môn trong Phật pháp đều là bình đẳng. Mà nó còn chỉ ra là hết thảy dạng pháp đều là bình đẳng. Bình đẳng này bao gồm hết thảy các tôn giáo. Hết thảy triết học họ đều là bình đẳng còn cái không bình đẳng đó là do nội tâm mình sanh ra phân biệt chấp trước đây mới là không bình đẳng cho nên tam giáo đều là khuyên người làm thiện cái thiện này là bổn thiện của bổn tánh Các ngài nói là Sơ vô dị chỉ Nghĩa là tông chỉ của tam giáo Không có khác biệt Không gì ngoài việc bảo người Đoạn ác tu thiện Phá mê khai ngộ Chuyển phàm thành thánh Sư phụ thượng nhân của chúng ta Thật sự là đã dung hợp quán thông cả tam giáo cho nên ngài giảng kinh của nhà nho giảng kinh của nhà đạo đều có thể hồi quy tự tánh hồi quy bổn tánh vốn thiện không chỉ là giảng kinh điển của ba nhà nho thích đạo bạn xem ngài giảng kinh điển của cơ đốc giáo kinh điển của thiên chúa giáo Kinh điển của Hồi giáo Điều này chúng ta đều nhìn thấy Sư phụ thượng nhân Giảng Kinh Thánh Ngài đã trích lục những lời trong Kinh Thánh cho chúng ta Bảo chúng ta học tập Ở Singapore Ngài giảng Kinh Mân Côi Của Thiên Chúa Giáo Tông Giáo Đường Thiên Chúa Số lượng lưu thông cũng rất rộng Ngài cũng giảng qua Kinh Cô Rang của Hồi Giáo từ những bài diễn giảng của ngài chúng ta thấy được mỗi một pháp mà sư phụ giảng đều là hồi quy tự tánh thật sự là viên nhân thuyết pháp vô pháp bất viên mà trong kinh luận đại thừa nói đến họ đều có thể viên thông người thật sự viên thông họ nhìn hết thảy các pháp đều là bình đẳng không những nhìn những lời giáo huấn trong các kinh điển này. Họ có thể viên dung mà cho dù là làm hết thảy việc, tiếp xúc hết thảy người, thậm chí là nhìn phong cảnh bên ngoài, một chiếc lá, một đóa hoa thì đều khiến họ giác ngộ. Đây là cảnh giới của hoa nghiêm. Mỗi một pháp Đều có thể khiến người khế nhập bổn tánh Trong thượng dụ nói Phù Phật thì chi ngũ giới thập thiện Đạo nhân ư thiện giả Ngô nho chi ngũ thường bách hạnh Dụ dịch tượng khuyến Hữu nhất bất dẫn nhân vi thiện giả tai Đây là so sánh Giữa nhà Phật và nhà Nho Trong nhà Phật nói ngũ giới thập thiện Đều là khuyên người làm thiện Nhà Nho cũng nói ngũ thường Nhân nghĩa lệ trí tính Chính là ngũ thường Bách hạnh Là chỉ học giả nhà Nho Có ba ngàn oai nghi những so sánh này Chẳng phải đều là khuyên người làm thiện Khuyên người quay về bổn tánh vốn thiện hay sao Nhà Phật nói ngũ giới Chính là không sát sanh Không trộm cắp, Không tà dâm Không vọng ngữ Không uống rượu Thập thiện chính là cái mà bản kinh này nói không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm Không vọng ngữ Không hai lưỡi, không ý ngữ Không ác khẩu, không tham, không sân, không si Nhìn từ bên ngoài, ngũ giới và thập thiện Thì thập thiện dường như bao gồm cả ngũ giới Trên thực tế Hai điều này Tuy trên mặt tu trì là giống nhau nhưng trên mặt quả báo thì khác nhau Vì sao vậy? Vì người tu ngũ giới Sẽ phát nguyện thọ trì ngũ giới Ở trước mặt Phật Bồ Tát Sẽ không sát đạo dâm vọng uống rượu Họ trì những giới này Tương lai có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi Có cái công đức này ở bên trong nhân giới có thể đắc định nhân định có thể khai huệ cho nên nói ở trên quả báo thì quả của ngũ giới là định huệ họ là xuất tam giới mà thập thiện người tu thập thiện không nhất định là vì xuất tam giới cái họ đạt được là phước báo nhân thiên. Họ không nhất định là dùng giới để sanh định, lấy định để khai quệ mà là để đạt được phước báo, cho nên trên quả báo sẽ không giống nhau. Cho nên mọi người đừng xem thường nói là ngũ giới chỉ có 5 điều, thập thiện có 10 điều dường như thập thiện sẽ thù thắng hơn chúng ta phải biết tùy giới luật tương lai sẽ là nhân để xuất tam giới rất là thù thắng đương nhiên đây là điều rất nhỏ trên thực tế chúng ta học thập thiện cũng có thể xem thập thiện là giới luật để tu học để phụng hành Ngũ thường của nhà nho Nhân nghĩa lễ trí tính Kỳ thực là tương ưng giới ngũ giới Bạn xem nhân là nhân tự Chính là tương ưng giới không sát sanh Nghĩa là chỉ chánh nghĩa Những việc nên làm thì chúng ta đi làm những gì không nên làm thì chúng ta không làm tương ứng với trộm cắp trong ngụ giới trộm cắp chính là bất nghĩa lễ là lễ tiết giữ lễ pháp tương ứng với không tà dâm trong ngụ giới trí là trí huệ tương ứng với không uống rượu trong ngụ giới uống rượu loạn trí huệ không thể sanh trí huệ Trí huệ nhất định phải được sanh khởi Từ trong tâm thanh tịnh Không vọng ngữ Điều giới luật này chính là tính trong ngũ thường Nhân nghĩa lễ trí tính Là tương ưng với ngũ giới Cho nên phương pháp tu trì Mà nhà Nho và nhà Phật nói Đều có chỗ tương đồng nếu có thể mở rộng quán thông thì sẽ không xảy ra xung đột kỳ thực hiện nay chúng ta nhìn thấy các tôn giáo cơ đốc giáo cũng vậy thiên chúa giáo cũng vậy hồi giáo cũng vậy chẳng phải đều là khuyên người tu thiện đều là bảo người quay về điều thiện hay sao? Cho nên giữa tôn giáo và tôn giáo làm sao có thể xảy ra xung đột được chứ? Bạn xem gần đây khai cuộc được một tấm bia đá, bia văn. Đây là bia văn triều nhà Đường, thời Đường Túc Tông, là một bức hình Tam Giáo cửu lưu. Trên bức hình này có một đoạn như vậy Lời cuối cùng Nói là Bức hình này nói tam giáo cửu lưu như thế nào Tam giáo chính là ba nhà nho thích đạo Cửu lưu bao gồm nông lưu Tung hoành lưu Tiểu thuyết Dân dân Tam giáo cửu lưu này trên văn bia nói là Muốn viên dung thì phải quán thông Tức là muốn viên dung Dung hợp quán thông Tam giáo là một thể Chính phái cùng một nguồn Bách gia cùng một lý Giảng pháp cùng một cửa Bạn xem người thời nhà đường Đã có lý niệm như vậy Đây là đa nguyên văn hóa Tam giáo đều là một thể thật sự là lý cùng một nguồn đạo và hành không hề trái ngược những tôn giáo hiện nay ở singapore có chín tôn giáo lớn ở trung quốc có năm tôn giáo lớn chính thức indonesia cũng có năm tôn giáo lớn Tôn giáo cũng giống như tam giáo cũ lưu đều là cùng một lý, cùng một nguồn. Có thể như vậy mà dung hợp, quán thông thì tôn giáo liên có thể hài hòa. Tôn giáo hài hòa rồi thì sẽ sinh ra tác dụng tích cực đối với hòa bình thế giới. Bạn xem khi sư phụ thượng nhân Nói chuyện với cựu thủ tướng Malaysia Mahathir Thì Ngài đã nói là Hiện nay tình hình Xung đột rất nhiều Cơ thể giải quyết tốt Bốn cái phương diện sau Thì thế giới sẽ được Thái bình Đó là nói giữa quốc gia với quốc gia Giữa chủng tộc với chủng tộc Giữa đảng phái với đảng phái Còn có giữa tôn giáo với tôn giáo Nếu bốn quan hệ này được xử lý tốt Hài hòa rồi Thì thiên hạ sẽ thái bình Ông Mahathir nói không dễ dàng Để xử lý bốn quan hệ này Sư phụ nói đúng Tuy nhiên bắt tay từ tôn giáo Thì tương đối dễ dàng tôn giáo hài hòa rồi thì nhất định sẽ có những ảnh hưởng tích cực đối với ba phương diện khác mà hài hòa tôn giáo muốn được triệt để muốn được viên mãn thì nhất định phải thấu suốt trên mặt lý không chỉ là cái bắt tay ăn một bữa cơm hài hòa trên bề mặt thì không thể bền lâu trên mặt lý nếu thật sự có thể dung hợp quán thông giáo nghĩa của các tôn giáo Như vậy thì có thể hài hòa Cho nên chúng ta hiện nay đề xướng xây dựng thế giới hài hòa Lý niệm này rất đáng để những người lãnh đạo chính phủ tham khảo Trong thường vụ còn trích dẫn Đoạn đối thoại của Tống Văn Đế Thời nhà Tống và một thần tử của ông là Hà Thượng Chi Họ đàm luận về chính sách trị quốc Hà Thượng Chi đã nói với Tống Văn Đế là Bách gia chi hương Thập nhân trì ngũ giới Tắc thập nhân thuần cẩn Thiền thất chi ấp Bách nhân trì thập thiện tắc bách nhân hòa mục tùy thử phong giáo dĩ chu hoàng khu tắc biên hộ ức thiên nhân dân bách dạng nhi năng hành nhất thiện tắc khứ nhất ác khứ nhất ác tắc tức nhất hình nhất hình tức ư gia dạng hình tức ư quốc tuần hồ khả dĩ thùy cung tọa trí thái bình hỷ Đoạn này nói Chính là hiện nay Những người lãnh đạo quốc gia Đang đề sướng Làm sao để xây dựng thế giới hài hòa Ông nói Nếu như Bách gia chi hương Nghĩa là một trăm gia đình này Tính mỗi nhà là có bốn người Một trăm gia đình là có bốn trăm người Trong một làng như vậy nếu có mười người giữ ngũ giới mười người này có thể thuần hậu thật cẩn thận thì họ có thể ảnh hưởng đến những người trong cùng là thiên thất chi ấp ấp chính là chỉ thành phố nhỏ trong một thành phố nhỏ có một ngàn hộ gia đình nếu trong một thành phố nhỏ có một ngàn hộ gia đình này có một trăm người tu thập thiện một trăm người này nhất định có thể hòa mục cho nên một trăm người này cũng có thể ảnh hưởng đến thành phố này dùng đạo lý này có thể suy ra dùng giáo dục ngũ giới thập thiện để thúc đẩy phong giáo phong chính là phong khí giáo là giáo dục nếu như vậy thì có thể ảnh hưởng đến một quốc gia hoàng khu chính là quốc gia quốc gia này nhất định có thể thái bình do vậy ông nói một đất nước nhiều người như vậy Giống như nước của chúng ta Có một tỷ tư người Trong một tỷ tư người này Có một phần trăm có thể tu Ngũ giới thập thiện Đó chính là 14 triệu người Cho nên Có triệu người nhân đức Như vậy mỗi người đều tu thiện Tu được một điều thiện Thì tự nhiên bỏ được một điều ác Thí dụ tu điều thiện không sát sanh Vì thì, thì sẽ bỏ được một điều ác sát sanh Tu điều thiện không trộm cắp Thì sẽ không có điều ác trộm cắp Cho nên Một điều ác được dừng lại Thì có thể phế bỏ đi một hình phạt Bởi vì pháp luật hình phạt Là để ngăn chặn cái ác Ác trừ bỏ rồi Thì hình phạt cũng không tác dụng gì nữa Cho nên Nhất hình tức ư gia vạn hình tức ư quốc Thật sự là Thiên hạ thái bình Tuần hồ khả dĩ tùy cung Tọa trí thái bình hỷ Xã hội hòa mục Thế giới hòa mục Là điều làm được rất dễ dàng Không cần lo lắng trong này quan trọng nhất chính là giáo dục giáo dục là gì đạo đức luân lý nhân quả khiến người người đều hiểu được luân lý đạo đức hiểu được nhân quả máu ứng hiểu rõ mối quan hệ giữa người với người Mối quan hệ giữa người với tự nhiên Quan hệ giữa người và thiên địa quỷ thần Thiên địa quỷ thần chúng ta dùng lời hiện nay để nói Thì là quan hệ giữa các tôn giáo khác nhau Bạn xem các mối quan hệ đều xử lý tốt rồi vậy thì chẳng phải là hòa mục rồi sao Cho nên Cổ Thánh Tiên Hiền đã nói Kiến quốc quân dân Giáo học vi tiên đây là lời trong lễ ký học ký nói giáo học vô cùng quan trọng thập thiện nghiệp đạo kinh là nền tảng giáo học của phật pháp bộ kinh này nói về giáo dục nhân quả nói về đoạn ác tu thiện Phá mê khai ngộ Cũng nói đến chuyển phạm thành thánh Trong đây Có nói đến một câu Ngày đêm Thường niệm thiện pháp Tư duy thiện pháp Quán sát thiện pháp Đây là trung tâm Của bổn kinh này Nó dạy bảo chúng ta Ngày đêm Chính là một ngày 24 giờ đồng hồ Đều thường niệm thiện pháp Niệm này chính là chỉ ý niệm Thường niệm thiện pháp chính là tâm thiện Tư duy thiện pháp chính là tư tưởng thiện Quán sát thiện pháp chính là chỉ hành vi thiện Thân cậu ý Ba nghiệp điều thiện Làm được điểm này thì chính là Bồ Tát cho nên trong khóa mục tu học Thì câu nói này có thể nói chính là tổng cương lĩnh của giáo học Phật Pháp Trong thượng dụ Có nói Tư ngôn giả Cái gì khuyến thiện giả Trị thiên hạ Chi yếu đạo giả Tư ngôn Chính là đoạn đối thoại nói ở phía trên Hà Thượng Chi Quyền Càng Tống Văn Đế Đó là gì? Chính là có thể khuyên nhân dân cả nước làm thiện Đây chính là Đạo lý quan trọng khiến thiên hạ đại trị Có thể thực hiện xã hội hài hòa Mở rộng đến thế giới Chính là thế giới hài hòa cho nên công dụng giáo học mà ba nhà nho thích đạo đã giảng nói chính là xã hội hài hòa thế giới hòa mục đối với bản thân bà nói thì chính là giúp bản thân chúng ta thực hành tâm thái thuần tịnh thuần thiện hiện nay Chúng tôi giảng bài Chúng tôi học tập Sư phụ Dường Nhân Đã viết cho tôi một đề mục là Chủ đề diễn giảng Thuần tịnh thuần thiện Thế giới hài hòa Cái danh từ này viết thật quá hay Thuần tịnh thuần thiện Là đối với chính mình Thế giới hài hòa Là đối với thế giới ở bên ngoài Đối với chúng sanh Nói thật, người thật sự làm được thương niệm, tư duy quán sát thiện pháp thì họ liền có thể làm được thuần tịnh thuần thiện. Một ngày 24 giờ họ đều không khởi niệm ác, chỉ có niệm thiện, tâm địa thuần tịnh thuần thiện thì thế giới mà họ nhìn thấy chính là thế giới hài hòa. Vì sao vậy? Họ không nhìn thấy ác. Trong lòng họ không có tơ hào chút ác nào thì không nhìn thấy cái ác ở thế giới bên ngoài trong lòng họ không có xung đột thì không nhìn thấy xung đột ở bên ngoài trong lòng họ không có thị phi nhân ngã thì sẽ không nhìn thấy thị phi nhân ngã ở bên ngoài tất cả đều ở tại cái tâm này của chúng ta bạn xem quang đế ung chính là một vị hoàng đế vô cùng văn minh cũng rất có học vấn ông có thể dung hợp quán thông giáo học của ba nhà mà viết ra thiên thượng dụ này đây thật sự là kế sách hay để trị quốc kỳ thực đa số các vị hoàng đế thời nhà thanh đều là đệ tử quý y phật môn bạn xem hoàng đế khai quốc là quan đế thuận trị ông làm quan đế nhưng cảm thấy không thoải mái không bằng học phật pháp do vậy ông đã xuất gia quan đế thuận trị xuất gia tiếp theo là khang hy ung chính càng long ngay cả đến những quan đế những người trong hoàng thất sau này đều là người học Phật, lúc đó trong hoàng cung đã lấy kinh vô lượng thọ làm một bộ kinh chuyên để học tập. Do vậy triều nhà Thanh, bạn xem người tộc Mãn Châu là dân tộc thiểu số mà có thể thống trị Trung Quốc một lãnh thổ rộng lớn như vậy, có thể an định hơn 200 năm. Đây quả thật là Những gì quản đế họ hiểu được phương pháp trị quốc Thiên thường vụ này Được thêm vào phía trước của thập thiên nghiệp Đạo Kinh Cũng có thể nói đó là Lời tựa cho việc giảng dạy Học tập lần này của chúng ta Cũng có thể xem là Duyên khởi của giảng tòa này nó xác định rõ cho chúng ta giáo học của ba nhà là viên dung mục đích của nó là giúp chúng ta trở về bổn tánh vốn thiện dũng công của nó là giúp xây dựng xã hội hài hòa thế giới hài hòa do vậy đây là một bộ kinh điển vô cùng tích cực có ý nghĩa quan trọng Đối với việc tu học Của bản thân chúng ta Và xã hội Nên chúng ta Phải dùng thái độ Vô cùng cung kính Để học tập bộ bảo điển này Tiếp theo chúng ta sẽ chính thức Học tập Bốn kinh này Trước tiên mời xem đề kinh Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh đề kinh này chia làm hai phần một phần là phật thuyết thập thiện nghiệp đạo đây thuộc về biệt đề kinh thuộc về thông đề gọi là thông đề nghĩa là mỗi một bộ kinh đều có chữ này nó là thông dụng biệt đề là bộ kinh này khác biệt với những bộ kinh khác trước tiên nói về chữ phật phật ngài là con người ngài đã nói ra thập thiện nghiệp đạo do vậy bộ kinh này nói phật đây là người thuyết thập thiện nghiệp đạo là pháp trong lập đề có bảy loại lập đề đây là thuộc về nhân pháp lập đề có người và có Pháp Bộ kinh này đương nhiên là do Phật nói ra Thích Ca Mâu Ni Phật nói ra Vì sao vẫn phải nói câu Phật thuyết chứ Điều này có ý nghĩa rất sâu Trong Kinh giáo Chúng ta biết phàm trên những kinh điển mà phía trên có chữ phật thuyết thì bộ kinh này có chỗ thù thắng hơn so với những bộ kinh khác ví dụ chúng ta đọc rất quen phật thuyết a di đà kinh trong tịnh độ kinh hoặc là phật thuyết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh gọi tắt là vô lượng thọ kinh Phía trước đều có Phật thuyết Những bộ kinh điển này Là Phật Không hỏi Mà tự nói Không có ai hỏi mà Ngài tự nói ra Vì sao Phật Tự mình nói ra vậy Giống như Phật thuyết a di đà Kinh Không ai hỏi mà Ngài tự nói Đây là gì Pháp môn này quá quan trọng Có lợi ích cực kỳ to lớn Đối với chúng sanh Nhưng lại không có người nào có trí huệ này Để khải thỉnh Phật thuyết giảng Cho nên Phật đã tự mình nói ra Còn một thế lệ thông thường nữa Nghĩa là trong phần chánh tông của bổn kinh Thì câu đầu tiên sẽ nói là Phật thuyết Đó cũng là chỉ bộ kinh này vô cùng quan trọng Theo quy tắc thì bộ kinh này Thông thường cũng thêm chữ Phật thuyết cho nên trên phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh cũng có phật thuyết điều này chứng minh bộ kinh này vô cùng quan trọng những bộ kinh khác có thể phật chưa hẳn đã nói những bộ kinh này thì phật nhất định phải nói cũng giống như kinh luận của tịnh độ vậy pháp môn tịnh độ là pháp môn mà chư phật nhất định phải nói nên là kinh điển vô cùng quan trọng chữ phật là tiếng phạn đọc đầy đủ là phật đà gia vì người trung quốc thích đơn giản nên đã biến ba chữ thành một chữ gọi là phật người nào có thể gọi là phật người có thể hiểu rõ triệt để chân tướng của vũ trụ nhân sanh thì người này có thể xưng là phật Do đó Phật có nghĩa là người giác ngộ Nó là một học vị Danh xưng này Không nhất định dành riêng cho người nào Mà chỉ cần bạn Hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh Bạn thông đạt không chướng ngại rồi Thì bạn liền có thể xưng là Phật Nếu bạn vẫn còn một chút chưa thấu rõ Thì bạn không thể gọi là Phật bạn có thể gọi là Bồ Tát Do đó Phật Đà Danh xưng của học gì Phải biết Người người vốn dĩ Đều có Phật tánh Nói cách khác vốn dĩ đều giống như Phật Chúng ta chỉ cần trở về Bổn tánh vốn thiện Hồi phục viên mãn tự tánh Thì gọi là Phật cho nên Phật tuyệt đối không phải là chuyên chỉ một người nào đó Đương nhiên Bộ kinh này Là do Thích Ca Mâu Ni Phật Người đã thành Phật Trên trái đất này của chúng ta Ba ngàn năm trước nói ra Ngài thị hiện thành Phật Cho chúng ta thấy Sau đó hướng dẫn cho chúng ta Một con đường để thành Phật Chúng ta chỉ cần học theo Ngài cũng giống như Ngài coi về bổn tánh Thì thành Phật rồi Thuyết Chữ thứ hai này Có hai tầng ý nghĩa Ý nghĩa bên ngoài Thì thập thiên nghiệp đạo kinh Là do Phật nói Một tầng ý nghĩa khác là thuyết giống như chữ duyệt thời xưa hai chữ này có thể thay thế cho nhau nghĩa là duyệt của hỷ duyệt bên cạnh là bộ tâm đứng cho nên vui ở trong lòng phật rất quan hỷ rất vui vẻ nói ra bộ thập thiện nghiệp đạo kinh này vì sao lại quan hỷ bởi vì phật nhìn thấy căn cơ tu đạo của chúng sanh của chúng ta đã thành thục phật mong chờ chính là muốn chúng ta trở về với bổn tánh vốn thiện mong chờ rất lâu rồi ngày hôm nay nhìn thấy nhân duyên của chúng sanh đã thành thục rồi ngài vô cùng vui mừng do vậy ngài liền nói ra bộ kinh điển này cũng giống như thuyết phật thuyết a di đà kinh vậy Bộ kinh đó Phật cũng vô cùng vui mừng Nhìn thấy nhân duyên thành Phật Ngay trong đời này của chúng sanh đã thành thục Có thể giảng sanh tịnh độ thành Phật rồi Cho nên Ngài vô cùng vui mừng Liền nói ra pháp môn tịnh độ Thập Thập thiện nghiệp đạo Có mười khóa mục Là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm Không vọng ngữ Không hai lưỡi, không ác khẩu, không ý ngữ Không tham, không sân, không si Mười khóa mục Nhưng Ý nghĩa sâu xa của nó là Đại biểu cho đại viên mãn Chữ thập trong Kinh Hoa Nghiêm là đại biểu cho đại viên mãn Cho nên nói Thiện pháp này Là Bao hàm thiện của Đại Viên mãn Đây là thiện pháp vô lượng vô biên Có thể quy nạp lại thành 10 loại lớn này Cái thiện này chính là Tiêu chuẩn của thiện ác Nói với chúng ta phải tu thập thiện Nương theo thập thiện mà làm Thì có thể được phước báo Trời người thậm chí thành viên mãn bột đề trong kinh quán vô lượng thọ nói tình nghiệp tam phước phước đầu tiên nói với chúng ta là hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự sư trưởng từ tâm bất sát tu thập thiên nghiệp thập thiên nghiệp là thực tiễn ba câu phía trước nếu không tu thập thiện nghiệp thì bạn không cách gì thực tiễn được hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự sư trưởng từ tâm bất sát đó chỉ là nguyện của bạn mà thôi mà trên kinh nói rất rõ ràng tu tam phước này chính là tịnh nghiệp chánh nhân của chư phật hết thảy chư phật đều phải dựa vào điều này để được độ cho nên chúng ta chẳng sanh tịnh độ Nhất định phải hạ công phu trên thập thiện nghiệp đạo Hôm nay thời gian Tiết giảng thứ nhất của chúng ta đã hết rồi Mà chúng tôi vẫn chưa giảng xong đề kinh Một giờ sau chúng ta sẽ tiếp tục học tập Xin cảm ơn mọi người Cẩn dịch Ban Biên Dịch Tình Không Pháp Ngữ Địa chỉ email Vọng Tây Cư Sĩ A Móc Gmail.com Người đọc Hạnh Quang Phát tâm cúng dường Do nhóm Đệ Tử Quy Thành tâm cúng dường Nguyện cả thảy chúng sanh Đều tín niệm di đà Đồng cầu sanh về nước cực lạc Nguyện đem công đức này Trang nghiêm Phật tịnh độ Trên đền bốn ơn nặng Dưới cứu khổ ba đường Nếu có ai thấy nghe Đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này Đồng sanh về nước cực lạc Nam Mô A Di Đà Phật